kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại, mưa đá đầu vụ đông xuân, nắng nóng, hạn kéo dài đầu vụ mùa, đối tượng dịch hại trên các cây trồng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Năm 2020, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt của tỉnh ước đạt trên 4.744 tỷ đồng, cao hơn 0,28% so với kế hoạch được giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 460.000 tấn, trong đó sản lượng lúa là trên 440.000 tấn. Toàn tỉnh đã chuyển đổi 335,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang hình thức khác: lúa, thủy sản, cây ăn quả, rau màu thủy sản, lúa tái sinh kết hợp chăn thả gia cầm và cây trồng khác. Trong công tác bảo vệ thực vật, chi cục đã thực hiện tốt việc điều tra diễn biến dịch hại trên đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác thời gian phát sinh, quy mô, mức độ gây hại để từ đó hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hạn chế tối đa tình trạng buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, sai nhãn mác. Thực hiện nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chi cục đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa đặc sản, nếp hạt cau theo hướng hữu cơ với quy mô 10 ha tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kỳ Phú, huyện Nho Quan. Trong năm cũng đã mở 13 lớp tập huấn, tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với những nỗ lực và cố gắng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 21, mức phụ cấp đối với một số chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã được tăng lên. Đây được xem là động lực giúp đội ngũ này yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, mức phụ cấp đối với một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn sẽ tăng trung bình 1,2 đến 1,4 lần với mức hiện hưởng. Việc quyết định mức phụ cấp này dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá khối lượng công việc của từng chức danh và tiếp thu kiến nghị của cử tri các địa phương. Nâng lên cho những đồng chí là bí thư chi bộ và công chí tổ trưởng dân phố ở dưới cơ sở thì chúng tôi thấy là cái đó là một điều rất là phấn khởi, vì để động viên cổ vũ cũng là một cái phần là như thế, để cho chúng tôi lại tăng thêm một cái phần là như thế trách nhiệm vai trò của một người là chịu trách nhiệm về bí thư của chi bộ. So với mức phụ cấp đấy thì mình giờ còn có đến nhà các thanh niên rửa tiền xăng xe xăng cộ, và nói chung mọi thứ hoạt động thì để cho anh em bán chuyên của chúng tôi thì có thêm mức phụ cấp nữa để mà trang trải cho cuộc sống và giúp đỡ để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng và chính quyền giao cho. Mặc dù mức tăng phụ cấp chưa nhiều, song trong điều kiện kinh tế của các địa phương và tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, thì điều này đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Cái mức phụ cấp mà nó tăng lên như vậy thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi có thể là tích cực, ví dụ như là tích cực tham gia được các cái hoạt động mà ví dụ như bình thường rất là ngại đi xa chẳng hạn, thì là chúng tôi sẽ là tham gia tích cực hơn đấy, và có thể là cũng sẽ tuyên truyền được cho các cái hội viên nông dân khác để cho họ tham gia cùng với mình. Tôi rất vui mừng vừa qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp vừa qua thì sự quan tâm về chức năng nhiệm vụ và sự trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh rất kịp thời và nắm bắt được cái tình hình tư tưởng nguyện vọng của cử tri. Và đối với chúng tôi hoàn toàn đồng tình cái chủ trương này và chúng tôi là xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, khu dân cư có vai trò rất quan trọng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đội ngũ này sẽ tiếp tục dành sự tâm huyết, thực sự là cánh tay nối dài của Đảng, của chính quyền, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
Hoạt động hành trình về nguồn tại khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan và Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1 của chi bộ Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh là một trong những phương thức đổi mới tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống, xây đắp lý tưởng cách mạng cho đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ, chi bộ Trung tâm đã dâng hương tại phần mộ đồng chí Lương Văn Thăng, bí thư chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, sau này chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là chi bộ đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Dịp này, đoàn còn được tham quan, giao lưu và tìm hiểu truyền thống hào hùng của tập thể cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó vừa khơi dậy niềm tự hào, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, đổi mới phương thức sinh hoạt theo tinh thần chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để các em hiểu đúng và thêm trân trọng, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc ta qua các thời kỳ lịch sử, tạo nền tảng hình thành nhân cách tốt từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các trường học trên địa bàn huyện Hoa Lư đã chú trọng tổ chức hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về nội dung này. Với chủ đề Tự hào Tổ quốc tôi, chuyên đề được tổ chức dưới sự phối hợp của Phòng Giáo dục và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoa Lư là dịp để mỗi học sinh được tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các trường tiểu học trên địa bàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài các cái tiết học ở trên lớp theo chương trình chính khóa, thì nhà trường chúng tôi cũng thường tổ chức thêm các cái hoạt động chuyên đề trải nghiệm. Thì qua các hoạt động này giúp cho các em sáng tạo này, năng động này và rèn được những cái đức tính thông minh và để tiếp cận được các cái chương để tiếp cận cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, học sinh được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua việc hóa thân làm các chiến sĩ của các binh đoàn quyết thắng, binh đoàn Hương Giang và binh đoàn Cửu Long, tham gia huấn luyện ở thao trường như tập võ thuật, điều lệnh đội ngũ tay không, kỹ chiến thuật chiến đấu qua hình thức sân khấu hóa, khắc họa lại những chặng đường lịch sử, sự hy sinh mất mát, thương đau nhưng đầy chiến công oanh liệt, tự hào của dân tộc, từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Binh đoàn Hương Giang của chúng em hướng về là năm cánh quân tiến thẳng vào Dinh Hòa Lộc và đánh thắng giành được chiến thắng ạ. Em thấy rất ý nghĩa và rất vui ạ. Thì thông qua cái chuyên đề tự hào tổ quốc tôi như này được các cấp lãnh đạo đánh giá rất là cao và thành công tốt đẹp, thì sau cái sự kiện này chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục để tiếp tục nhân rộng cái mô hình để làm sao mục đích làm sao để tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp, trong đó có học sinh của các trường trên địa bàn, làm một cái phong trào không chỉ là đối với cái ngày thành lập Quân đội Nhân dân ta, mà hàng năm là chúng tôi sẽ đưa lồng ghép các cái chuyên đề, đưa các cái đồng chí báo cáo viên xuống để cùng kết hợp với cả nhà trường tuyên truyền sâu rộng cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào các nhà trường. Giáo dục truyền thống bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa đã khơi gợi được tình yêu quê hương đất nước để các em sống có hoài bão, lý tưởng, biết trân trọng những công hiến của cha anh đi trước, trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Bộ đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt những năm qua luôn thôi thúc, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn làm những gì tốt nhất có thể để chăm lo, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân. Với đơn vị, giúp dân cũng chính là giúp mình. Nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành khi được dân tin yêu, ủng hộ. Thay vì phải đi từng nhà như trước kia, giờ đây các cán bộ của xóm 10 xã Kim Định huyện Kim Sơn có thể dễ dàng thông báo hội họp tới tất cả các hộ dân trong xóm qua hệ thống âm ly, loa đài do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn tặng. Không chỉ tiết kiệm thời gian công sức mà hiệu quả thông tin tuyên truyền cũng được nâng lên. Covid thì là cũng tuyên truyền trên cái bộ loa đài này, rồi là các cụ, rồi là
đoàn thanh niên, phụ nữ, những tuyên truyền các hoạt động của xóm thì nó thuận lợi hơn nhiều. Món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa tại xóm 10 chỉ là một trong rất nhiều các hoạt động mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn đang triển khai tại xã Kết Nghĩa Kim Định, cũng như tất cả các xã thị trấn trên địa bàn nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn ổn định, vững mạnh. Với đơn vị, về với dân, hòa mình cùng cơ sở là yêu cầu bắt buộc, thường xuyên để không chỉ nắm chắc tình hình mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Quán triệt cho anh em là triển khai thực hiện, xác định tốt và phát huy tốt cái vai trò mình trong cái thực hiện các công tác dân vận, như việc tham gia về xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới và một số cái hoạt động khác về đối với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác dân vận trong cái quá trình huấn luyện, diễn tập và thực hành các nhiệm vụ của quân chủ quốc phòng địa phương. Nơi nào khó khăn nhất thì ở đó có bộ đội. Có lẽ vậy mà trong suốt những ngày tháng lo lắng, căng thẳng do dịch COVID-19 vừa qua, các anh luôn là điểm tựa vững chắc, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ nơi ăn trốn ở đến sức khỏe cho các công dân cách ly. Và việc nhận đỡ đầu, chung tay thắp sáng ước mơ cho em Đoàn Quốc Lập, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Kim Định cũng là một nghĩa cử cao đẹp, khẳng định tình quân dân, nghĩa đồng bào, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Nhà nghèo, bố lại đau ốm thường xuyên nên sự quan tâm giúp đỡ cùng số tiền 500.000 đồng mà Lập nhận được mỗi tháng từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện giúp em có thêm niềm tin, động lực, phấn đấu cho tương lai phía trước. Gánh nặng mưu sinh của mẹ cũng vì thế mà bớt nhọc nhằn hơn. Hàng ngày về thì tôi cũng bảo là thôi con cái cứ chăm nghe thầy cô giảng dạy, thì là nghe lời các bác ở dưới huyện đội thì nghe lời, thì là học hành chăm ngoan, chăm học giỏi. Sau này thì là con lớn lên thì con vươn lên thì con học tập thì là giúp ích cho xã hội, thì cho tập thể, thì cho bố mẹ. Nhờ gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Sơn đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ, giúp đỡ và tích cực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của người dân. Và danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cố gắng của đơn vị. Kết quả này tô thắm thêm truyền thống bộ đội Cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip, không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ. Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2016 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc bổ sung thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng mới phải là thẻ chip nội địa để các ngân hàng tích cực trong công tác phát hành thẻ chip, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 để tạo điều kiện các ngân hàng có thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ. Trong quá trình phát triển, có không ít trẻ có thể gặp một số vấn đề về chậm tăng trưởng chiều cao. Do đó, các bậc cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu của chậm tăng trưởng để đưa đến khám sớm nhằm phát hiện kịp thời và điều trị thích hợp các vấn đề của trẻ. Em bé 12 tuổi này đang được bác sĩ đo lại chiều cao sau quá trình điều trị bằng hormone tăng trưởng GH. Cách đây 2 năm, tức là khi 9 tuổi, bé đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương với chiều cao chỉ 79cm, tương đương với một đứa trẻ 9 tháng tuổi. Em được chẩn đoán suy tuyến yên bẩm sinh và thiếu hormone tăng trưởng nặng. Lên đây khám khoảng 2-3 lần nhưng mà thực ra cũng không phát hiện ra bệnh. Thế nên lúc 10 tuổi bắt đầu gia đình là chán rồi đấy, không muốn đi khám nữa. Bắt đầu đến 10 tuổi thì em bảo là con nhà em nó sắp sửa đến tuổi dậy thì ấy, thì em muốn đi khám xem là có thuốc gì để kích cho con nhà em lên không ấy. Sau đó thì cháu được điều trị các cái hormone thay thế, trong đó có được điều trị hormone tăng trưởng thay thế cho cái hormone bị thiếu hụt, thì cái đáp ứng điều trị rất là tốt. Sau 12 tháng đầu tiên thì cháu tăng được 18cm. Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang quản lý 400 trẻ em chậm phát triển chiều cao, chủ yếu do thiếu hormone tăng trưởng. Đáng tiếc có những cháu được đưa đến khám muộn, dẫn đến việc điều trị không đạt hiệu quả tối ưu. Do vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi sát sao sự phát triển của trẻ để khám và điều trị kịp thời. Gần đây thì tôi thấy rằng là
cải thiện rất là rõ và cha mẹ các cháu đưa các cháu đi khám rất là sớm, thậm chí ở mức độ chỉ thấp rất là nhẹ. Nhưng tuy nhiên có rất nhiều trường hợp thì cho dù là có vấn đề bệnh lý thực sự, những cháu mà chậm thì nhiều, nhưng mà các cháu mà cần phải điều trị thực sự, bệnh lý thực sự thì chỉ chiếm 10% thôi. Chứ còn 90% thì các cháu nó chậm hơn, thế nhưng mà không cần phải điều trị gì cả. Theo các bác sĩ, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao của trẻ, như các bệnh lý từ dinh dưỡng, nội tiết, các hội chứng bẩm sinh, chậm phát triển trong tử cung, các bệnh về xương, bệnh mãn tính. Điều quan trọng là phải xác định nguyên nhân để điều trị sớm và điều trị phù hợp, chứ không phải tìm thuốc uống để tăng chiều cao, cũng không phải trường hợp thấp lùn nào cũng áp dụng được phương pháp tiêu hóc môn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Để xem lại các chương trình của đài, mời quý vị truy cập trang thông tin điện tử tại địa chỉ nbtv.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin kính chào tạm biệt.